xử lý mụn ẩn, mụn viêm nhiều vùng trán cùng bác sĩ Hằng nhé. Với cái tình trạng da của bạn này á, thì bạn ấy đang xuất hiện tương đối là nhiều mụn ẩn và mụn viêm ở vùng trán. Một trong những cái nguyên nhân gây nên tình trạng này là do bạn ấy đang không có cái sự thông thoáng tại cái vùng trán. Ví dụ như là bạn ấy để tóc mái này, hoặc là không vệ sinh mũ nón thường xuyên. Và thậm chí là với những bạn nào mà đang cái tuổi dậy thì mình hoàn toàn có thể gặp phải những cái tình trạng như này nhá. Và cách xử lý tình trạng này như thế nào? Đầu tiên bao giờ cũng sẽ quan trọng nhất là khâu làm sạch. Và làm sạch ở đây thì mình sẽ sử dụng các sản phẩm tẩy trang, sữa rửa mặt và toner phù hợp với cái làn da của mình nhé. Thứ hai là với các sản phẩm điều trị thì bác sĩ Hằng sẽ lựa chọn cho bạn ấy 3 sản phẩm sau. Sản phẩm đầu tiên sẽ là Mega Duo Gel, sẽ có thành phần là AHA giúp hỗ trợ tẩy tế bào chết dịu nhẹ và hỗ trợ điều trị mụn. Thứ hai là Calenzit MS, sẽ bôi thoa tại cái vùng mà có mụn ẩn để giúp bạt sừng bong vẩy và điều trị mụn ẩn. Và thứ ba là Benzac, sẽ chấm tại cái vùng có mụn viêm để giúp hỗ trợ gom cùi và xê khối mụn nhé. Và lưu ý là bên cạnh việc sử dụng các hoạt chất điều trị thì bạn ấy cần giữ cho cái vùng trán của mình luôn luôn được thông thoáng nhé. Vệ sinh mũ nón thường xuyên và khi mà ra ngoài thì nhớ che chắn cái vùng trán để hạn chế cái tình trạng tiếp xúc với bụi bẩn nhé.